Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì sẽ mở hộp đồ chơi siêu nhân robot gì đây. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ biết thôi. Các bạn biết chưa nè? Nếu mà các bạn nào biết rồi á thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Còn bây giờ Cu Lì sẽ mở từng con nha. Cá sấu nè, con bùn đất nữa, nhiều lắm. Con trâu nè. Wow, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Còn phía sau này, cho mình thấy phía sau trước luôn. Đó, đây là cách lắp ráp, hướng dẫn mình lắp ráp. Nhiều quá à, mình làm con này nè. Cô này chưa có con này, với con này cô này chưa có. Biến con này nữa, quá trời luôn, nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ mở ra. Siêu nhân. Các bạn có hồ chơi nè không? Các bạn biết lắp ráp không? Các bạn chỉ cô này đi. Cô này thua.
người khó lắm, những bộ phận này rất là cứng, người lấy ngoài không ra được. Mình hãy lắp lại, mình đổi qua cái viên ngọc như thế này nè, mình gắn nó vô nè, có một cái chốt, hai cái chốt nè, gắn vậy nè, mình sẽ gắn vào được. Rồi mình tháo ra nè, rất cứng, cứng lắm, không thể nào tháo được. Cứng quá chứ, cứng luôn. Thì cái tốt nhất là đừng có tháo ra. Mình tháo ra rồi mới lắp được con trâu được. Cô này vừa tháo được con trâu rồi. Đây nè, à, viên ngọc của nó cô này vẫn chưa tháo được. Viên ngọc cứng quá. Bộ trang này cứng quá, khác trâu tay luôn. Này viên kiếm. Mình tháo viên ngọc này nè. Đó, mình tháo được nè. Những cái viên ngọc này mình đều tháo được hết. Mở ra được luôn nhưng mà nó cứng, cứng quá. Đấy, viên ngọc đã tháo ra được rồi. Viên ngọc chó, những cái sữa chúa quá. Con này quay lại là thành một con chó nè. Đó, quay lại là con chó. Là chân của nó đâu? Chân nó chắc là một phần này là cái chân của nó. Cứng lắm. Con này là mình rút ra, mình nhắn, nhắn ra thành cái đuôi ta. À không, cái này mình bẻ không được. Cái chân. Đó. Cứng quá à, mọi người chơi cứng quá. Cực kỳ cứng luôn. Cùng nhau khám phá cái cô này thôi. Một cô này không khác những bộ phận này đâu. Có bạn nào biết lắp ráp không? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Cô lì với. Đó, mình tháo được ra luôn. Mình muốn thay đổi viên ngọc này á, mà mình cố gắng ngoài cái chân nè. Cái chân mình gắn vào là mình được chân con cá sói. Đúng rồi, chân này chân con cá sói nè. Rồi phải tháo viên ngọc ra, viên ngọc của... À, con này con bọ cạp. Cô lì biết rồi, con này con bọ cạp. Trời ơi, hãy người biết. Đó, con bọ cạp. Wow, bò cạp. Có chân nè. Thấy chưa? Đây là con, con trâu. Đấy. Đây là con cá sói. Wow. Bò chơi này cực kỳ đẹp luôn. Cô này cảm thấy rất là đẹp. Dễ thương tự nhiên mực đỏ này nè. Nhìn nó rất là dễ thương. Cứng lắm. Nên muốn gãy rồi các bạn ơi. Gắn lại đi. Không muốn gãy rồi. Cô là bẻ xong muốn gãy rồi. Thôi gắn lại. Ghê quá. Không ổn rồi. Gắn lại thôi. Thôi cũng là một con nữa. Cô là con cá mập quá. Như là con cá mập. Giống con cá mập quá. Cô là biết coi con gì. Tháo rồi nữa. Đó, cái chân.
tiếp tục. Cái này mình làm cái chân nè, thấy chưa, mình tháo mình làm cái chân vẫn được. Đây một phần chân, giờ mình tháo cái nhọc này ra, cái nhọc này ra không được, mình lắp, mình lắp vô nè, lắp vô nè, đó mà cứng quá, thôi mình không dám tháo đâu, chưa cứng luôn á. Cảm tạm vậy đi.